Hội chợ xuân được các cô và trò trường tiểu học Tân Lập tái hiện lại bức tranh của phiên chợ quê truyền thống Việt Nam với 30 gian hàng của 30 lớp học, trưng bày đủ các mặt hàng Tết, ẩm thực, hàng tiêu dùng và những sản phẩm phong phú đa dạng, mang đậm hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, được các em học sinh, phụ huynh, giáo viên nhà trường khéo léo chuẩn bị. Tham gia hội chợ xuân, các em học sinh được trải nghiệm bằng việc tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh, nặn bánh trôi và trang trí chính sản phẩm mình làm ra, hay hòa mình vào các trò chơi dân gian như xin chữ đầu năm, cờ vua kéo co, bắt vịt, biểu diễn thời trang từ các vật liệu thân thiện với môi trường, giấy báo in, túi ni lông, vỏ lon. Qua buổi trải nghiệm hôm nay, con đã hiểu nhắc Tết là nhắc đến câu đối đỏ, bánh chưng xanh là nhắc đến cái ngày đoàn viên cả gia đình sum họp. Từ trước đến nay thì bố mẹ cũng chưa bao giờ nói chuyện với các con về ngày Tết cổ truyền, mà chỉ đi chúc Tết ông bà, bố, cô, dì, chú, bác thôi. Nhưng mà hôm nay thì nhà trường tổ chức cho các con, thì các con có thể hiểu được là ngày Tết cổ truyền là như thế nào. Mong là nhà trường có thể tổ chức cho các con được nhiều những chương trình trải nghiệm như vậy. Hội chợ xuân là một kỷ niệm đẹp, giúp các em học sinh có một trải nghiệm thật vui, thật nhiều cảm xúc ý nghĩa. Mong năm mới đến với nhiều niềm vui, nhiều thắng lợi sẽ đến với các em học sinh, các thầy cô giáo, trường tiểu học Tân Lập và với tất cả mọi người, mọi nhà.